Con người mình sống trong cái cõi đời này, mình đừng bao giờ dùng cái câu mình oan ức. Khi quý vị dùng cái câu quý vị oan ức là tức khắc quý vị sẽ bị bế tắc. Cái bế tắc ngay chỗ nào? Cho rằng mình oan ức. Con người nhìn thấu buông xuống được là ngay cái chỗ nào? Tạo ra được. Mà khi mất đi mà buông được, chúng ta là còn tệ đó quý vị. Còn tệ cái là mình tạo ra được, mình cầm, mà định lực vô thường lấy lại mà mình cũng không chịu buông. Không chịu buông là sao? Mất rồi nhưng không cam tâm là không chịu buông. Còn cái người nhìn thấu buông xuống là người ta cầm lên rồi người ta lại buông xuống, khỏi đợi người khác lấy. Còn mình phải cần người khác lấy lại. Lấy lại rồi mình còn cầu cưa mình giật. Nên mình rất là tệ. Khi mình giật không được, bị người ta giật đi, thì mình lại liên tiếc từ tâm và ấm ức trong cõi lòng, và suy nghĩ những điều phải chi mình đừng có như vậy để mình giữ được. Lại liên tiếc bằng cách phải chi mình đừng có như vậy thì mình giữ được. Đó là những cái mà chúng ta rất tệ. Nên Phật Bồ Tát mới thị hiện lấy giùm cho mình. Hiểu chưa? Lấy giùm. Vậy thấy tốt không? Vậy thì ở trong cuộc đời này đều là Phật Bồ Tát đúng không? Cái lý giải này cực kỳ rộng. Cực kỳ rộng luôn quý vị. Nhưng chúng ta có làm được hay không mới là cái quan trọng nè. Đó. Bởi vì khi Ấn Tổ ngày nói câu mình là phàm phu, tất cả mọi người là Bồ Tát. Đó. Vì sao? Vì Bồ Tát thì hiện thương và Bồ Tát thì hiện ghét. Bồ Tát thì hiện cho đầu này và Bồ Tát thì hiện lấy đầu kia. Đó. Quý vị biết rèn luyện quý vị bằng cách nào không? Cho quý vị, rồi quý vị lại cầm chắc. Bồ Tát lại thì hiện ra đến lấy từ trong tay quý vị ra để quý vị nhìn được có đó và mắt đó. Tùy mình thôi, tùy vào cái góc độ nhìn nhận của mình thôi quý vị à. Nó nên bây giờ một gia đình mà dù có xảy cái vấn đề gì, hãy bình tĩnh. Con người bình tĩnh là con người quan trọng lắm nha quý vị. Phải hết sức bình tĩnh. Khi mình không bình tĩnh mình sẽ sai đó. Những đức nói cho quý vị nghe, chỉ cần cháy nhà mà hấp tấp là nhà cháy mà mạng cũng mất luôn. Nhà đã cháy rồi mà mình bình tĩnh, mình còn có thể giữ được mạng. Nên chúng ta mỗi người phải hết sức bình tĩnh trong cái cuộc đời này. Dù gặp sự cố gì, bởi vì như Đức nói, nương tựa nhân quả là yên tâm nhất. Nương tựa nhân quả là yên tâm nhất. Bây giờ ai là người ở đây mà thật sự đời này chúng ta muốn về cực lạc đó, vì đưa tay lên kia. Chúc mừng quý vị. Nghĩa là chúc mừng quý vị đã phát cái tâm này. Đời này muốn sanh cực lạc. Như vậy thì đời này muốn sanh cực lạc, vậy chúng ta ở đây là chúng ta đang ở như thế nào? Nhà thật hay nhà giả? Vậy ở đây nhà mình hay là quán trọ? Đã là quán trọ thì ta lấy lại chứ sao? Đúng quý vị? Đã là quán trọ thì ta lấy lại chứ sao giờ? Nó. Bây giờ có những người chúng ta suy nghĩ, cái của này chúng ta tạo ra, chúng ta phải tìm mọi cách để bảo quản nó. Nhưng mà khi cái người lấy lại của mình lại không phải người xa lạ, mà là chính đứa con mình lấy của mình, quý vị, có khi đau lòng vô cùng. Đau gì mình sẽ để lại cho nó mà nó lại đanh đoạn lấy của mình. Quý vị coi á, câu chuyện của phu nhân Vi Đề Hy, vì nghĩ coi tốt hay xấu. Nếu không có cái việc Thái tử A Xà Thế để cướp ngôi vua của cha Tằng Bà Sa La, thì xin hỏi quý vị, làm gì có cái chuyện phu nhân Vi Đề Hy
thấy cái cõi này con người hơn thua đấu đá tranh giành, mà bà hướng về Linh Thú Sơn để thỉnh cầu với Đức Thế Tôn chỉ dạy cho bà một quốc độ bình an. Nên cái việc mà Thái tử A Xà Thế hại cha bắt cha nhốt để mà lấy cái ngai vàng của cha, bắt mẹ nhốt vào lãnh cung, những điều này đều là những điều tốt đối với những người có tâm giải thoát. Tốt. Từ nơi đó đều là tốt hết quý vị. Nói quý vị nghe những câu chuyện kể này thì quý vị sẽ thấy sâu sắc. Nhờ câu chuyện của A Xà Thế mà chúng ta có được cuốn kinh Quán Vô Lượng Thọ, và để cho chúng ta càng tin có thế giới cực lạc hơn. Và cũng nhờ A Xà Thế mà phu nhân Vi Đề Hy nương vào thần lực của Đức Thế Tôn mà coi được cảnh giới của chư Phật mười phương, và biết chọn chọn thế giới cực lạc, mà chọn đó là đại diện cho mình và có Đức Phật giúp cho mình. Sự chọn lựa đó có tốt hay không? Đức Phật nói tốt. Bà chọn thế giới cực lạc tốt, ý nói quý vị chọn thế giới cực lạc gì là tốt, là tốt. Vì chọn về thế giới cực lạc là tốt, không có sao. Nên Đức Phật đã thọ ký là quý vị niệm Phật chọn về thế giới cực lạc là tốt. Vì chính phu nhân Vi Đề Hy đại diện đương cơ chọn thế giới cực lạc, Đức Thế Tôn thọ ký trực tiếp chứ không phải qua kinh giáo, mà là trực tiếp thọ ký cho phu nhân Vi Đề Hy rằng góc độ chọn thế giới cực lạc của bà, chọn quốc độ chư Phật này là một cái điểm chọn vô cùng trí tuệ, rất là tốt, rất là tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta đặt vai trò vào gia đình của vua Tằng Bà Xá La, phu nhân Vi Đề Hy, chúng ta đặt vào gia đình đó đi. Trong cái thời Đức Phật còn tại thế mà còn có những gia đình hơn thua đấu đá như vậy kìa, không chi mà đã cách Phật gần 3.000 năm thì gia đình bây giờ còn cỡ nào nữa. Cái sự thay chồng đổi vợ, cái sự con bắt hiếu với cha mẹ, cái sự hơn thua đấu đá trong cuộc đời này nhiều cỡ nào. Vậy thì quý vị cũng như phu nhân Vi Đề Hy nguyện cầu có một cái quốc độ nào mà con về không có những chuyện này xảy ra hay không? Có đó. Trong kinh Đức Phật để lại quốc độ cực lạc là một quốc độ cung cực an vui. Cái chữ cực của cực lạc quý vị là tuyệt vời viên mãn, còn cái chữ cực của thế gian là cực khổ đau đớn. Thấy chưa? Cũng là cực nhưng mà mỗi cái cực nó khác nhau. Nó thấy chưa? Ở thế giới cực lạc thì cung cực an lạc, còn ở đây thì cung cực khổ đau. Nó nên á, thế giới cực lạc vì sao an lạc? Chỉ đúng ngay cái chỗ là không có sự đấu đá. Quý vị thấy ở đây mà vợ chồng cự lộn vui không? Rồi mẹ chồng với nàng dâu cự lộn vui không? Rồi hai cha con, hai người đàn ông trong nhà, một người là chồng mình, một người là con trai của mình, hai người đó kịch lộn quýnh lộn bị vui nổi không? Như vậy thì cái khổ của cõi ta bà này ngay cái chỗ nào? Cái nguồn gốc là ngay chỗ không vừa lòng, không vừa ý, từ lời nói lẫn đến danh lợi vật chất mà xảy ra đấu đá. Quý vị thấy Đức Phật A Di Đà tuyệt vời chưa? Khi Ngài tu ở Nhân Địa, Ngài làm vua, Ngài trải qua vai trò là một vị vua,
Sau ngài mới nhìn ra hoàng cung có sự đấu đá hơn thua tranh giành, từ giành nữ sắc, giành vật chất, giành địa vị ở trong hoàng cung giành đầy. Khi ngài nghe pháp, ngài mới giác ngộ. Lúc đó ngài buông ngôi vua, ngài buông ngôi vua và ngài đi tu. Và khi nhân địa của ngài làm nhà tu thì ngài lại gây dựng cái tâm giải thoát cực kỳ mạnh và tu nhân duyên cực kỳ lớn. Quý vị đọc trong kinh Vô Lượng Thọ mà nhân địa tu hành của pháp tạng tỳ kheo đi thì vị sẽ cảm nhận được điều đó. Nên ngài nhìn thấu, ngài buông xuống. Quý vị thấy từ cái những cái điểm kinh như vậy để cho chúng ta thấy được cái sự khổ đau của nhân sinh. Rồi ngài mới nhìn ra cái cõi nhân sinh này khổ đau ngay nguồn gốc nào, danh lạc. Thì lúc đó ngài mới phát nguyện tu, và tu trải qua thời gian rất lâu xa, và ngài gây dựng cái công đức và lấy công đức đó để tạo thành một cái quốc độ cực lạc. Mà khi ngài tạo thành cái quốc độ cực lạc thì quý vị biết rằng cái người ở thế giới cực lạc đó là đi đến bất cứ một quốc độ nào cũng được chư Phật đều là khen và tán thán, là danh. Danh của người thế giới cực lạc rất lớn. Cái danh của người thế giới cực lạc có nghĩa là được tất cả mười phương chư Phật đều tán thán. Cái người ở thế giới cực lạc và cái cổ cải của người thế giới cực lạc cực kỳ nhiều, có nghĩa là quá nhiều. Đức Phật A Di Đà ngài nhìn hết trơn mười phương các pháp giới, tất cả những cái chân bảo di của một quốc độ tốt nhất ngài đều cắt gọt hết. Và cắt gọt xong ngài lấy cái công hạnh tu, lấy cái công đức để hình thành, lấy cái nguyện của ngài để tạo ra cái quốc độ cực lạc. Nên cái thế giới cực lạc danh thì cực kỳ lớn, danh nổi trội mười phương khắp pháp giới, tiền bạc vật chất của cải, vàng bạc châu báu thì nhiều hơn tất cả những quốc độ của chư Phật khác. Vì sao? Vì quốc độ của chư Phật khác tu chỉ hình thành tự lực, nhưng cái pháp, cái quốc độ của cực lạc Tây Phương là Đức Phật A Di Đà ngài vừa tu về tự lực mà ngài vừa tu về tha lực. Nên cái nhân địa tu hành của ngài pháp tạng rộng là vì từ tự lực và tự tha lực. Còn pháp, còn cái quốc độ của chư Phật khác là từ tự lực để hình thành một quốc độ. Nên cái quốc độ của chư Phật khác không thể nào bằng cái quốc độ của A Di Đà Phật. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên ngài nhìn rõ ràng rồi cái cõi ta bà, cái khổ là cái gì, nên ngài mới tạo ra cái thế giới cực lạc mà cung cực an lạc. Tiếng khổ còn không nghe, cái tiếng khổ còn không nghe nó làm chi là có khổ. Quý vị coi cái thế giới cực lạc nó tốt đẹp đến mức không tưởng tượng được. Có nghĩa là chúng ta cứ suy tính cái thế giới cực lạc là hoàn toàn cái gì cũng tốt, có nghĩa là cái gì nó cũng quá tốt, nó không có một cái gì mà trở ngại cả. Thì từ nơi đó mà cái tâm mình niệm Phật, mình muốn sanh cực lạc. Thật sự mình muốn sanh cực lạc là gì? Cái quốc độ nó quá tốt. Thêm cái tốt của thế giới cực lạc là khi mình về đó mình lại có năng lực. Nếu như chúng ta chỉ thấy cái khổ của cõi ta bà, thấy cái khổ của cõi ta bà này mà chúng ta muốn về cực lạc để tránh khổ ta bà thì cái này cũng chưa đúng. Chưa đúng. Nhưng mà vì chúng ta thấy cái khổ của người cao cõi ta bà này dữ quá mà chúng ta lại thương họ, chúng ta muốn giúp họ, mà bây giờ ở đây thì mình không đủ năng lực để giúp họ, nên cuối cùng chúng ta phải chọn một chỗ đi về mà tạo thành một cái nguồn năng lực. Giống như ngày xưa, bây giờ người ta muốn cứu một số người dân mà người ta không có năng lực, nên người ta lên núi người ta cầu thầy học đạo. Ta học xong năng lực có võ công đồ phi thường, lúc đó người ta mới trở lại để người ta giúp. Thì giống như mình, bây giờ năng lực mình yếu quá, nên mình về thế giới cực lạc để mình hoàn chỉnh cái nguồn năng lực của chính mình, để rồi mình mới trở lại. Hiểu không? Nên niệm Phật sanh cực lạc vậy thì đúng. Còn nếu mà thấy cái cõi này quá khổ mà chạy về đó chốt thì sai. Cái tâm này chắc cũng khó vãng sanh. Vì ích kỷ quá quý vị. Nè, nghe là ích kỷ ở đây mà cũng muốn lo về thế giới cực lạc, ích kỷ. Nghe không? Nên ở cái cuộc đời này cái thuận cái nghịch gì thì chúng ta cũng đã có duyên rồi đó. Nhớ kỹ, thuận nghịch gì cũng đều có duyên. Nhưng nếu quý vị mà không về thế giới cực lạc thì khi trở lại đây nó càng nghịch hơn. Thí dụ như đời này nó nghịch một, quý vị có phước bị trở về đây nó nghịch hai.
Vì có phước quý vị trở về đây nữa nó nghịch bà. Bây giờ một lần nghịch đây mà thấy nó còn khổ, không chi mà đời sau trở lại nó nghịch thai, vì nó tăng thêm cái nghịch. Nhớ cái cõi này mình càng về sau thì càng tăng thêm cái nghịch, và càng về sau thì càng khó tu. Nên đời này của mình quyết định đi là về thế giới cực lạc đi. Mà nguyện thứ 18 này đó quý vị, nguyện thứ 18 này là cái nguyện mà gọi là lời hứa đó. Mà lời hứa của ai phải không? Của Phật. Vậy bây giờ lời hứa của Phật Ai Di Đà bị tin không? Những đức hứa bị tin không? Chưa chết. Vì sao? Vì mình chưa chứng quả Phật. Lời hứa của mình chưa chắc, nhưng lời hứa của Phật A Di Đà là chắc chắn. Vì tin ngay ai? Ngay Phật A Di Đà. Những đức cũng tin ngay ai? Ngay A Di Đà Phật. Đúng không? Những đức tin ngay A Di Đà Phật thì những đức mới kêu quý vị tin A Di Đà Phật. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni á, kinh này là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài diễn thuyết nè. Vậy thì cái diễn thuyết của Đức Thích Ca Mâu Ni bị tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Như vậy thì quý vị cũng phải tin Đức Phật A Di Đà. Đúng không? Đó. Nên mỗi một người mình niệm Phật mà mình không tin Phật sao niệm Phật? Nên cái người niệm Phật mà không niệm Phật nữa là gì? Người ta không tin Phật, người ta không tin nhân quả, người ta mới bỏ niệm Phật. Nhớ nghe quý vị, ở cõi này chúng ta có đầy đủ cỡ nào thì giống như chúng ta cầm một viên kẹo ngậm chơ thôi. Quý vị đừng có nên đem cái thế giới cực lạc để đổi viên kẹo nha. Đừng có mắc mát cái gì chút với lại buồn chán không niệm Phật nha. Coi chừng quý vị lại lấy cái viên kẹo mà đi đổi thế giới cực lạc á. Nó nên chúng ta là người tu hành, mắc mát ở cõi này có sao đâu, tiền có thể kiếm được mà. Nhưng mà mắc đạo rồi khó tìm lại lắm á, hiểu không? Nó đời này mà mình được có cơ hội này, nó cũng trải qua vô lượng kiếp, bây giờ mình mới gặp lại đó quý vị. Ô, đâu có giỡn đâu, đúng không? Nó chảy vô lượng kiếp, bây giờ mình mới gặp lại đó. Mình trong nhiều đời nhiều kiếp mình cũng niệm Phật, mình cũng khuyên nhau rồi, nhưng khuyên nhau rồi nhưng lại giữa chừng bỏ cuộc. Khuyên nhau rồi nhưng giữa chừng bỏ cuộc. Vì mà chúng ta chịu một khoảng thời gian dài, thiệt dài trong lục đạo, lên trời xong xuống đất, xong đi xuống dưới luôn. Thời gian thiệt là dài. Bây giờ trả xong cái món nợ mà mình tạo, quay lại cái quả làm người, và bây giờ chúng ta được ngồi lại đây. Mà bây giờ được ngồi ở đây mà đời này không quyết tâm đi về cực lạc, không lẽ chúng ta muốn đi vòng xa nữa hả? Muốn đi vòng xa nữa không? Vậy thì nếu mà không muốn đi vòng xa nữa, vì ở cõi này mà gặp sự cố gì có vui vẻ được không? Phải vui vẻ chứ, đúng không quý vị? Nhưng Đức hỏi quý vị là trả ở đây và trả ở Tam Độ, muốn trả ở đâu? Trả đây đi. Trả đây nhẹ hơn quý vị. Quý vị nhớ, mình trả ở đây mình sẽ không bị đau đớn từ thân tâm như ở Tam Đồ. Mình trả trong Tam Đồ ác đạo, thân tâm mình đều bị đau đớn hết, mà đau đớn đến mức cực điểm. Nên thôi mình trả ở đây đi. Mỗi một con người tu học trong cuộc đời này, quý vị hãy vui trả ở đây đi, đúng không? Vui trả nghe quý vị, chứ không phải buồn trả nghe. Nhưng nhớ đã gầy dựng tính nguyện rồi thì phải trả là phải vui. Bây giờ như Đức hỏi vị mượn nợ người ta, mà khi vị trả nợ vị còn bực bội, có lý do này không? Mình không cảm ơn người ta thôi chứ. Nếu không cảm ơn được thì cũng phải nhiệt tình đưa,
Không mà có những người ngộ, khi mình mượn tiền xong rồi mình trả tiền mình tiếc lắm quý vị. Có không? Có mà. Tại vì mình mượn người ta, người ta đưa từ từ, mình thiếu số nợ rất lớn. Khi mình trả thì mình lại làm cực quá, rồi mình cầm nguyên cục tiền mình đem lên mình đưa. Nên mà khi mình đưa trong lòng mình nó tiếc tiền của mình đưa. Đó, chúng ta là cái bệnh đó đó. Cái bệnh vô lượng kiếp đã vay mượn, mà đến lúc trả thì lại buồn phiền. Nghe không? Vay chồng, vay vợ, vay con, vay bạn bè, vay chúng sanh. Mình vay mà đã là câu thông nghiệp quả thì đã vay thì nó phải thông. Thấy chưa? Khi đã vay, vay mượn rồi thì nó phải thông đến mình. Tại vì dù mình không biết nó cũng thông đến mình. Vì qua cái quy luật nhân quả, nó xuyên qua tất cả tường, hay là xuyên qua tất cả nhà cửa, núi non nó xuyên hết. Vì nhân quả nó là xuyên thông, không trở ngại. Xuyên thông, không trở ngại. Khi quý vị mà nghe gì rồi, tuy là một bài chia sẻ Phật pháp, nó không có quá cười như lúc trước, nhưng mà quý vị lại được an định cái tâm đó, nhẹ cái tâm quý vị dữ lắm. Đây mới là những đoạn chia sẻ Phật pháp đó, sâu sắc nhất nè. Còn quý vị muốn tham khảo lại thì quý vị chỉ mới nghe qua có một lần mấy bài giảng lúc trước à, thì nghe lại đi, rảnh thì cứ nghe lại, nhiều cái hay á, không có giỡn đâu nghe. Tại một là quý vị sẽ được vui, hai là quý vị sẽ được nhắc rất nhiều cái nhân sinh. Còn bây giờ chúng ta nên đem lời dạy của Phật, lời dạy của Tổ để hình thành cái tâm, cái tâm tín nguyện á. Những đức nói thật á, chùa của mình á, là những đức rất là mừng khi những cái vị Phật tử mà những đức hướng dẫn được như vậy. Những đức mừng giùm cho quý vị, và những đức cũng mừng cho bản thân những đức và mừng cho quý vị. Ngay cái chỗ là nợ ai nấy trả. Quá mừng. Chứ nếu không, không biết chừng nào những đức trả cho xong đấy. Thấy không? Nên nợ ai nấy trả. Ăn thì có thể chia. Thấy không? Ăn thì có thể chia cho nhau. Nhưng nợ thì ai thiếu thì người đó trả. Được quý vị à, nhớ nghe. Tuyệt đối không được ai xen vào chuyện của ai, nghe không? Nợ ai nấy trả. Đừng bao giờ nói tội nghiệp ai cái gì hết chứ. Tại vì người ta muốn về cực lạc thì người ta phải trả ở cõi ta bà. Đúng không? Và có thiệt thòi không? Không. Mình cứ nghĩ tương lai Phật A Di Đà rước mình về cực lạc, có thiệt thòi không? Không. Sao thiệt thòi? Quý vị ơi, tại vì chúng ta buồn nên chúng ta mới trách người khác đó. Chứ nếu như chúng ta mà vui thì chúng ta cảm ơn người khác không tưởng tượng được luôn. Khi quý vị vui rồi vì sẽ rất cảm ơn người khác. Khi bị buồn rồi quý vị mới trách người khác. Khi quý vị mà bước lên đài sen rồi, những đức nói cho quý vị nghe, không lẽ quý vị đến quý vị lại cái người mà họ đã từng hại quý vị, bị lại họ rồi bị đi về cực lạc? Không phải bị lại Phật đâu, vì Phật hứa là Phật phải làm thôi. Nhưng nhờ những con người này đã bào mòn giùm những cục đá đeo trên vai mình nặng nề. Hiểu không? Đúng ra quý vị trở lại, quý vị lại người ta xong quý vị mới đi bằng một cái tâm chân thật, và hứa với người ta rằng: anh chị ở đây đi, tôi chờ lại, tôi trở lại. Tại bây giờ họ chưa có chịu quý vị. Thôi anh chị ở đây đi rồi tôi đi về cực lạc xong tôi trở lại. Cứ đợi nghe, đợi tôi sẽ trở lại. Tôi hứa 100%, tôi không có bỏ anh chị đâu. Nói: ủa làm sao mà tôi đối xử với anh vậy mà anh đối xử với tôi vậy? Nói: không có cái gì xấu cả. Tôi được như ngày hôm nay là tôi nhờ anh chị đó.
Cái này nói là từ tâm chân thật đó quý vị. Tại vì bản thân mình chưa có vui, đạt tới trình độ vui thật sự đó quý vị. Vì mà vui thật sự quý vị cảm ơn người ta dữ lắm. Rất là cảm ơn người ta luôn. Nên quý vị phải thường vui đi rồi vì sẽ cảm ơn à. Chứ vị buồn không có cảm ơn đâu nghe. Mà buồn là nó bế tắc đó nghe anh Viễn. Buồn là nó bế tắc chứ không phải chuyện giỡn nghe. Trong cuộc đời này á, tại vì nhớ tên ông này. Hiểu không? Lấy ông Viễn đại diện cho mấy ông đàn ông. Nghe không? Buồn là nó bế tắc. Cũng như những đức mà bây giờ mà buồn cái mấy bà già cũng khổ. Tại mình buồn mấy bà buồn theo, mà những đức buồn vì có buồn không? Nó bị ảnh hưởng quý vị. Nó không phải là chen vô gì nhưng mà bị ảnh hưởng. Vì quý vị biết rằng á, trong lục đạo luân hồi này, chúng ta chia nhau ăn, chia nhau niềm vui, thì khi buồn nó cũng chia quý vị. Còn cái nhân quả mà chen vô thì đừng chen, thì cái chuyện này được đó. Nhân quả như cái tác động thì mình đừng đụng tới cái tác động kia thì được. Nhưng mà mình thấy cái người mà thương mình mà buồn á, mình bị buồn theo đó quý vị. Tại vì làm người ai làm thế. Bây giờ quý vị coi, cái người mình quý thương mà họ buồn sao mình vui nổi quý vị. Nói thì nói vậy thôi chứ mình thấy cũng tội nghiệp chứ. Mình tội nghiệp bây giờ mình thấy họ buồn mình cười không có nổi. Thì cái chuyện này trong lục đạo luân hồi là chúng ta phải chia nhau rồi đó. Là tại vì người ta chia cho mình niềm vui, nên khi người ta buồn người ta khổ, bản thân mình cũng thấy thương tâm. Cái này là con người là phải có đó quý vị. Nhưng mà về cái tác động của nhân quả thì đừng xen vào. Thì tác động của nhân quả nó là từ đời này và vô lượng đời kiếp trước rồi. Mình tác động vô thì mình sẽ dính luôn. Nên đừng có tác động vô. Nhưng mà mình thấy họ đầy đủ thì mình mừng. Nhưng mình thấy họ thiếu thốn thì mình tội nghiệp họ. Bây giờ đơn giản thôi, những đức thấy Phật tử mà làm ăn được, gia đình đầy đủ, vui vẻ, những đức mừng. Nhưng mà nghe nói ai làm ăn bị cái gì, trong lòng thấy cũng thương người ta. Cũng là chắp tay trước Phật cầu nguyện, mong cho Phật tử về chùa mình, người ta làm ăn được, người ta vui vẻ, gia đình người ta hạnh phúc. Thì thật sự ông thầy nào cũng vậy thôi. Hướng dẫn Phật tử đều mong Phật tử được sống vui vẻ, sống an lạc. Từ cái tâm đó mà mình vui. Chứ mình ở ngoài đời mình đâu có cầu gì đó quý vị. Mình chỉ cầu cho mình thôi. Mình không có tu, mình cầu cho mình không à. Nhưng mà khi mình tu rồi mình cầu mong cho Phật tử. Cái này là tấm lòng đó. Mình biết rằng là cái nhân quả là mỗi người. Nhưng mà mình vẫn có tâm cầu nguyện cho người ta là gì đó. Mà cũng cái tâm đó nên nó cũng kết được cái duyên. Nên cái duyên của thế gian nó gọi là Bồ Tát hữu tình. Dù là phát tâm Bồ Tát đạo, dù là Bồ Tát Quán Thế Âm, vẫn phải hữu tình với chúng sanh. Vì sao? Dùng cái tình thương gần gũi giống thế gian để rồi nâng đỡ họ đi đến thế giới cực lạc. Nó làm gì đó quý vị? Không? Nên mình thấy tội nghiệp chứ. Chứ bây giờ mà mình thấy người mình thương mà buồn là mình tội nghiệp liền à. Nên những đức tiệt đó không có buồn. Tại vì những đức buồn quý vị sẽ buồn theo. Mình thương người ta mà mình đi buồn để mình làm cho người ta buồn theo làm chi quý vị? Mình vậy mình không có hiền, mình không có thiện. Mình hơi bị ác. Tại vì mình buồn để cho nhiều người buồn. Như ngày xưa mình buồn không có ai cần buồn đâu. Vậy có ai biết mình đâu buồn. Nhưng mà bây giờ mình buồn mình làm cho nhiều người ta buồn. Mình sân si mình làm cho nhiều người sân si. Mình lo nhiều người ta lo. Nhớ không? Nên mình không có buồn, không có lo, không có sân si. Vì mình biết sau lưng mình còn rất nhiều người. Nên mình không làm điều đó. Nên bản thân của những đức có khi những đức ngồi mình, những đức tự hỏi bản thân những đức và tự đáp án trả lời. Tốt hơn là đi hỏi người khác. Vì hỏi người khác không biết hỏi ai, không biết người ta có trả lời phù hợp hay không. Trả lời sai cái nguy hiểm. Nên thôi mình hỏi mình để bình tĩnh suy nghĩ và đáp án ra. Như vậy thì chắc hơn. Nên từ nơi đó mà mỗi người sống thương người bằng cách là quý vị đừng có buồn. Nghe không? Thương người bằng cách đừng có hận. Thương người bằng cách đừng có thù. Buông xuống cái đó đi thì quý vị sẽ có cái hạnh phúc lắm. Thật sự rất là hạnh phúc. Quý vị biết rằng là mình càng học Phật mình mừng. Mừng bây giờ cái tâm mình, cái tâm thật lòng nha quý vị.
Như bản thân những đức bây giờ là cái tâm mình đói về danh lợi nó nhẹ quý vị. Đó là điều những đức mừng nhất, vì chính mình biết đói danh lợi tự nhiên mình nhẹ đi. Và đối với cái việc làm thiện làm tốt mình cố gắng. Tại vì mình cũng mong cái gì kết duyên được tốt thì kết duyên, cái gì kết duyên được tốt thì kết duyên, mong vậy đó. Tại vì mình không phải là mình đi ra khỏi cái cõi này luôn, mà mình cũng phải trở lại. Mình trở lại cái đời kế tiếp nó còn đặc biệt hơn đời này nữa. Mà thời gian chúng ta học tập vào đó giờ cũng nhiều, cũng lâu. Có những lúc mình phải lắng động lại những đoạn trong kinh để mà bồi dưỡng về tín nguyện quan trọng quý vị. Đúng không? Mà từ hôm nay, dù mỗi tuần thứ bảy chủ nhật hay là giảng với đại chúng, những điều đọc lời tổ sư và những công đoạn trong kinh để chúng ta gầy dựng lại tín nguyện. Còn những công đoạn mà về cuộc sống nhân sinh đã quá nhiều, quý vị hãy nghe đó và lấy đó làm tham khảo. Đúng không? Mình đi sâu vào tịnh độ. Tại giờ mình cũng đem Pháp Môn Tịnh Độ hướng dẫn rất đông. Bây giờ để gầy dựng cái gốc cho nó chắc, để chúng ta niệm Phật sanh cực lạc. Nên như Đức đọc nguyện thứ 18, đây là cái nguyện trung tâm rất đặc biệt. Khi con thành Phật, có chúng sanh nào ở mười phương cõi nghe được tên con, chí tâm tin ưa, có các căn lành, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước con, dù chỉ mười niệm đều được sanh về, chỉ trừ hạng người phỉ báng chánh pháp, phạm năm tội nghịch, nếu không như thế con không thành Phật. À, đây là nguyện thứ 18 mà tín nguyện niệm Phật thì mười niệm tắc sanh. Gây dựng chỗ này rất là quan trọng. Vì nhớ là chúng ta là người niệm Phật tử niệm Phật, mà muốn tu có một tịnh độ này cả đời mà không thối tâm, là chỗ quan trọng là gây dựng tín nguyện. Ngay cái nguyện này mà Đức Phật á, Ngài từ bi, Ngài gây dựng cái nguyện này cho chúng ta thấy mình có cơ hội. Thế mình có cơ hội. Tổ sư nói rằng tuy là niệm từ một niệm đến mười niệm cũng được giảng sanh, nhưng chúng ta nên phát nguyện niệm cả đời. Tuy là từ một niệm đến mười niệm cũng giảng sanh, nhưng chúng ta nên niệm nhiều. Vì khi mình niệm nhiều sẽ nhắc nhở mình rất nhiều cái hay. Thì mỗi khi mình niệm Phật là nhắc nhở mình hay, nhắc nhở mình sửa đổi lỗi lầm. Nên niệm Phật là một phương pháp hay để nhắc nhở mình sửa đổi lỗi lầm. Nhớ. Và từ hôm nay những đức chia sẻ Phật pháp thì quý vị cũng nên giảm vỗ tay lại. Tại vì sao phải không? Vì để cho những đức giảng, nếu không nó sẽ bị gián đoạn. Mà khi mà giảng lời tổ sư hoặc giảng những đoạn kinh thì vỗ tay hoài như thế sẽ gián đoạn. Gián đoạn cái tần số. Mình đang nói chuyện đặc biệt ngon lành, đang nói nó điều điều. Cái đoạn nào mà nó quan trọng, mình nhắn được điểm đó, mình nói vỗ tay. Còn nếu như mà mình vỗ tay hoài luôn thì những đức sẽ bị gián đoạn. Tần số nó sẽ lạc qua những điểm khác để giảng. Còn nếu mà để những đức mà chia sẻ từ từ những đức cứ nói hoài thì nghe được thì nó sẽ thấy nó đặc biệt dữ lắm. Không, thật sự mà nói thì vỗ tay nó cũng nhiều cái hay, nhưng mà chúng ta nên cải cách lại. Cải cách lại quý vị. Tại vì cái gì nó cũng một thời gian mình đang vậy thì phải gầy dựng thời gian khác lại, để coi những khoảng thời gian nào là thời gian hoàn chỉnh nhất. Đúng không? Nó sẽ đặc biệt nhất. Đó. Nên chúng ta nên gầy dựng quý vị à. Nên gầy dựng tín nguyện. Khi quý vị đã gầy dựng tín nguyện mà quý vị muốn sanh cực lạc á, thì nhớ kỹ nè. Một người mà thật sự muốn sanh cực lạc á, là quý vị trong cái cuộc đời này quý vị đang sống, mọi mặt quý vị sẽ rất nhẹ nhàng. Tại vì quý vị muốn sanh cực lạc.
Chứ nếu như mà mình mà không muốn sanh cực lạc thì nhiều thứ trong cuộc đời này nó sẽ buộc ràng mình nhiều lắm. Mà nhiều thứ buộc ràng mình thì phiền não. Nên chúng ta là những người niệm Phật, phát nguyện muốn sanh cực lạc. Mà đã là phát nguyện muốn sanh cực lạc thì mình sống trong cuộc đời này mình cũng sẽ gặp những thứ trở ngại. Trở ngại, giống như Đức nói rằng nếu như chúng ta muốn giải sanh cực lạc mà về cực lạc thì mình là thân sắc vàng ròng. Mà chữ vàng này thì phải nhờ lửa thử. Nên chúng ta ở trong cuộc đời này mình tu tập phải nhờ lửa của ngũ dục lục trần thử mình. Thử để coi mình thật sự mình là vàng thiệt hay không, hoặc là mình là người đệ tử thật sự muốn đi về thế giới cực lạc hay không. Đúng không? Cái này là cái quan trọng này quý vị. Nếu như chúng ta mỗi ngày cũng niệm Phật và nói con muốn sanh cực lạc, nhưng mà mình chỉ nói thôi à, nhưng mà mình gặp một hai chuyện gì là mình thối tâm, mình không niệm Phật nữa. Hoặc là mình đụng cái gì cái mình buồn. Đó. Cũng như ăn tổ ngày viết thơ cho một vị cư sĩ, mỗi ngày ông cũng nghe ăn tổ giảng dạy, cái tâm nguyện cầu sanh cực lạc ông rất mạnh. Tự nhiên đùng cái đêm hôm đó nhà ông bốc lửa cháy, vợ con của cải mắc sạch hết. Kinh không? Có nghĩa là trong cái cuộc đời này chúng ta sống và chúng ta tu hành, chúng ta muốn sanh cực lạc, quý vị nhớ nghiệp duyên nó đến với mình, nó không phải báo cho mình biết. Không phải như cha mẹ mình muốn la gầy mình thì báo cho mình biết là tao sẽ la mày, tao sẽ gầy mày. Nhưng mà cái nghiệp duyên trong cuộc đời này nó không có báo cho mình biết, mà nó phải làm sao cho mình trở tay không kịp. Mà cái trở tay không kịp đó đó, quý vị mới thường ngày quý vị mới biết được rằng là quý vị có công phu hay không. Tuy mỗi ngày cũng niệm Phật, mỗi ngày cũng vui đó, nhưng mà mỗi ngày thì chúng ta lại không gầy dựng cái vô thường. Mình không gầy dựng cái vô thường, mình không gầy dựng cái vô thường, nên Phật Bồ Tát nó thị hiện ra ập xuống vô thường cho mình cái, để cho cảnh tỉnh cuộc đời mình. Vô thường đã đến với mình bất tử rồi đó, bản thân mình nên được cảnh tỉnh cao độ. Thấy không? Quý vị biết rằng là trong cuộc đời này nếu như chúng ta cái gì cũng thuận tiện thì xin thưa quý vị, đã là cái gì cũng thuận tiện thì chúng ta sẽ sanh kiêu ngạo. Và chúng ta sẽ không bao giờ mà mình có sức cảnh tỉnh cao độ đâu quý vị. Con người mà có sức cảnh tỉnh cao độ đa phần đều là con người phải được sự trải nghiệm khó khăn trong cuộc đời. Tại vì sự khó khăn trong cuộc đời là một cái sức cảnh tỉnh cao độ cho bản thân chúng ta. Đó. Còn nếu như mà bây giờ ập đến mình cái là con người mình ngã ngửa. Nên cái ông cư sĩ này mỗi ngày cũng nghe ăn tổ dạy, ông cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Gia đình ông ập xuống một cái nhà cháy, vợ con của cải mắc sạch. Cái người không có tu nhìn đó nói à, thấy tôi tu đó, tu đó, tu đó, thấy chưa, tu bây giờ gia đình tiêu tan, thấy chưa. Đó. Một việc á là ông lòng tin về nhân quả chưa xong, thì bản thân của ông nói tại sao con tu vậy, con tốt vậy, mà tại sao bây giờ gia đình con bị vậy. Áp lực là lòng tin đối với Phật Bồ Tát bị ảnh hưởng. Hai là tác động từ xung quanh. Tu đó, mỗi ngày đi chùa đó, mỗi ngày niệm Phật đó, mỗi ngày tu đó, giờ nhà cháy của cải mắc sạch, khổ te tua đó, 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 thấy không? Nó, nên những người tu hành cuối cùng bị gì đó, thấy chưa? Nghĩa là nó tác động của nhiều điểm, nhiều hướng, làm cho ông này bị điên. Câu chuyện của Ấn Tổ là ông này cũng bị điên. Ông bị điên cuồng là lúc ông tỉnh, lúc mê. Nghĩa là ông bị bắn loạn tâm trí không? Lúc tỉnh, lúc mê. Thì Ấn Tổ ngày viết lá thư cho ông. Ấn Tổ ngày nói rằng cư sĩ là người niệm Phật muốn sanh cực lạc phải hiểu được cái định luật vô thường trong cái cõi này. Có hợp thì ắt có tan, cảnh giới thì thành trụ hoại không, thân người thì có sanh già bệnh chết, duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Từ con người cho đến của cải, hôm nay ở bên mình, ngày mai đi đến nơi khác. Cư sĩ là người niệm Phật mà muốn sanh cực lạc. Vì sao cư sĩ
không nhận thức được cái nhân cái quả trong cõi đời này, mà cư sĩ lại bị nặng nề, bị trói buộc, rồi cuối cùng đi vào cái tâm trí bắn loạn điên cuồng. Ông nghe lời ăn tổ dạy, ông mới tỉnh lại, ông bừng tỉnh lại. Nếu bây giờ mà cư sĩ không quyết tâm niệm Phật sanh cực lạc thì làm sao giúp được người thân của mình? Nên từ nơi đó mà có những cái nghiệp chướng trong cái cuộc đời nó đến với mình, nó không phải là nhắc mình trước, mà nó sẽ đến với mình rất bất tử. Người tu hay người cư sĩ gì cũng vậy, ai cũng vậy. Có những cái nó đến với mình rất bất tử, từ vợ chồng, gia đình, con cháu, nó đều đến với mình cực kỳ bất tử. Quý vị cũng nghe những đức chia sẻ rất nhiều lần mà, nhưng mà khi quý vị gặp phải đó thì bản thân quý vị có bình tĩnh được hay không mới là chỗ quan trọng. Nếu như mình mà không bình tĩnh là quý vị hoàn toàn quý vị sẽ mê hoặc điên đảo. Không bình tĩnh là mê hoặc điên đảo liền. Thật sự mà nói trong cuộc đời này nghe quý vị, không có cái gì mà không có lối thoát đó. Mà cái lối thoát nó phát sinh ra từ đâu? Từ tâm mình. Còn ở trong cái cuộc đời này, thí dụ như nguyên một cái tảng đá thiệt to chặn ngang con đường mình, thì chắc chắn mình cũng sẽ có cách để mình đi ngang thôi. Nhưng mà cái chỗ quan trọng là cái tâm của mình nó có bị sợ hãi khi cục đá chặn ngang con đường này hay không thôi. Tại vì cái người giải thoát là nó từ tâm. Mà nếu như quý vị mà sống trong cuộc đời này, cái tâm quý vị mà đã nhẹ nhàng trong cái cõi đời này, được mắt thương ghét, thì 100% quý vị, dù nguyên một tảng đá nó có chặn ngang đường đi chăng nữa, nhưng thật sự quý vị rất bình thản. Vì sẽ bình thản. Cái này là cái rất là quan trọng nè. Đó, nên mỗi một người chúng ta phải được sự nhắc nhở chuẩn xác ngay chỗ đó. Nên tín nguyện là chỗ quan trọng. Tín là tin Phật, mà Phật dạy mình tin nhân quả. Nguyện là nguyện sanh cực lạc, mà đã là nguyện sanh cực lạc vậy cái nhà, cuộc sống của mình ở cái cõi này là chúng ta tạm thờ. Tại vì nguyện sanh cực lạc, tín là tin Phật, tin Phật thì phải tin nhân quả. Nguyện sanh cực lạc là mình thật sự mình muốn di dân tới giới cực lạc. Đã là muốn di dân tới giới cực lạc thì ở cõi này chúng ta thuận và nghịch, được và mắc, chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Nếu như chúng ta không nhẹ nhàng, vậy cái tín nguyện cầu sanh cực lạc chúng ta là giả. Thật sự giả, không có thật. Quý vị biết rằng trong cái cuộc đời này nghe quý vị, cái gì cũng tốt cả. Quý vị học Phật đến một ngày nào quý vị sẽ thấy nó đều tốt hết. Nó đều là những sự nhắc nhở mình rất tốt. Quý vị nhớ là có những lúc chúng ta rất háo hức. Cái định lực vô thường trong cuộc đời và tâm từ bi của Phật Bồ Tát cũng tìm cách nào để giúp cho chúng ta hoàn chỉnh lại. Vì cái suy nghĩ như lúc trước những đức chia sẻ Phật Pháp, quý vị háo hức, quý vị cầm nào là hình ảnh bị đưa lên quá dữ dằn luôn. Những đức hỏi quý vị, mình sẽ đi đến chỗ nào nữa? Chúng ta đi từ từ rồi chúng ta sẽ đi đến đâu đây? Rồi cái xã hội bao nhiêu con người, người ta nhìn mình, ủa sao ngộ vậy ta, nó lạ quá. Mình đã trải qua rồi, nếu như mình không được trải qua thì mình không có cảm nhận. Mà mình đã trải qua rồi, mà đã trải qua rồi thì việc này chúng ta nên cho nó qua đi, đừng làm nữa. Tại vì nó trải qua rồi quý vị, nó, mình đã cảm nhận được điều đó nó như thế nào rồi. Nó, trong cái cuộc đời mình, cái danh mình cũng có, cái lợi mình cũng có, cái thương mình cũng được, cái bị ghét mình cũng được. Có nghĩa là cái ăn ngon mình cũng ăn ngon rồi, cái ăn dở mình cũng ăn dở rồi, cái bạn đẹp mình cũng bạn đẹp rồi, bạn xấu mình cũng bạn rồi. Thì con người chúng ta mỗi một cái góc độ đó chúng ta phải sâu sắc. Mỗi một góc độ đó chúng ta phải sâu sắc. Chúng ta cũng nói lỗi người rồi, chúng ta cũng khen người rồi, chúng ta đều làm hết. Chúng ta có miệng nói khen người rồi, nhưng tâm mình lại ghét người ta. Miệng khen nhưng tâm ghét. Chúng ta có làm hết rồi, chúng ta hãy kiểm lại hết tất cả những việc đó của mình lại. Vì sao? Vì vô thường đang nhắc mình. Và cái quy luật để giúp cho chúng ta quân bình, nó là tốt, chứ nó không phải xấu. Bây giờ chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta thấy cái pháp hội mình lúc trước, những buổi giảng chủ nhật, những thứ bảy, chúng ta ngồi đây
một số người ngồi phía trên này chứ không phải được cả cả cái hội chúng. Thì cái việc làm đó của chúng ta nó không phải là xấu, mà đó là cho chúng ta một bài học góc nhìn, cho chúng ta một góc nhìn để cho chúng ta điều chỉnh lại, để cho con người ngồi phía trước hay con người ngồi phía sau ai cũng không bị cái chuyện tạo nghiệp. Vì sao? Vì mình quá vui người ta cũng không được vui như mình, mình quá được gần người ta không được gần như mình, mình quá hô hà người ta không được hô hà như mình. Nó đều có cái sự cân bằng. Nên hôm nay chúng ta hoàn chỉnh cái đạo tràng chúng ta tu tập, từ nghe pháp, ngồi nghe pháp, từ vỗ tay, chúng ta đều phải hoàn chỉnh lại. Đến chi? Vì đến lúc chúng ta phải hình thành pháp môn tịnh độ càng phát triển, hình thành pháp môn tịnh độ bằng gốc, hiểu không? Vì chúng ta đã vui nhiều rồi, chúng ta nói chuyện rất vui, chúng ta giảng rất vui, chúng ta giảng bao nhiêu phương tiện, chúng ta chia sẻ tất cả phương tiện như Đức đã giảng bao nhiêu bài giảng. Quý vị nếu chỉ cần nghe lại thôi là tất cả những bài chia sẻ của những Đức quý vị sẽ gỡ rối hết. Những người có rắc rối gì quý vị cũng gỡ được. Nếu như Đức tiếp tục nói những điều đó thì nó vẫn là như vậy. Chúng ta vẫn là cứ nhân sinh trong cuộc đời này. Bây giờ đến lúc chúng ta phải về cực lạc này, đúng không? Đến lúc mình phải về thế giới cực lạc. Đã là gầy dựng tính nguyện. Đây, nguyện thứ 18 là gầy dựng tính nguyện. Mà cái nguyện thứ 18 này, cái câu cực kỳ quan trọng là niệm Phật phải tin ưa. Cái này là cái quan trọng. Mà làm sao mình niệm Phật mà tin ưa? Tin là gì? Cái câu Phật hiệu này mình niệm mình được lợi ích nên mình tin. Đa phần cái người mà niệm Phật mà bỏ cuộc là do họ niệm, họ không cảm giác được cái lợi ích của niệm Phật. Xin thưa quý vị, nếu như quý vị chỉ cảm giác được cái lợi ích của niệm Phật bằng cái là quý vị đi đến chùa tu tập niệm Phật, quý vị được nhà cao cửa rộng, làm ăn được phát đạt, con cái ngoan ngoãn, rồi xong rồi, thì quý vị sẽ bỏ môn tịnh độ chắc chắn. Vì cái này đưa quý vị và cái này sẽ lấy lại. Cái người tu pháp môn tịnh độ mà không bỏ cuộc chỉ đúng có cái chỗ này, là trong cõi này được nhà to ở nhà to, được nhà nhỏ ở nhà nhỏ. Có vợ thì sống với vợ, vợ bỏ thì sống một mình. Có chồng thì sống với chồng, chồng bỏ thì sống một mình. Có con thì sống với con nuôi thì cũng tốt, con bỏ rơ thì cũng niệm Phật. Cái này mới là cái người tu tịnh độ không bỏ tịnh độ nè. Còn nếu như cái người đi đến chùa tu tịnh độ niệm Phật mà làm ăn được gia đạo phát đạt, rồi quý vị nói rằng công nhận niệm Phật linh ghê, người này sẽ bỏ tịnh độ. Vì sao? Vì nhân quả có thể đưa cho quý vị, và nhân quả cũng có thể lấy lại của quý vị. Nhớ kỹ nghe, nhân quả có thể đưa cho ta và nhân quả có thể lấy lại. Vì trong lục đạo luân hồi này, cái nhân duyên bù trừ bằng cách là đưa mình và lấy lại. Y gan đưa cái giọng vậy đó, đưa hướng này thì nó sẽ trả về lại hướng này, đưa hướng này nó sẽ trả lại cho hướng này. Mình đưa qua mạnh thì nó trả lại cho mình mạnh, mình đưa nhẹ thì nó trả mình nhẹ. Có nghĩa là cái định luật nhân quả cũng như một chiếc giọng vậy đó, nó đưa qua đưa lại. Cái lý luận này mới dễ hiểu nè, 100% luôn. Thì đưa ra làm sao thì nó trả lại cho quý vị vậy. Và có những lúc nó sẽ lấy lại, và có những lúc nó sẽ đưa lại cho quý vị. Giống như đồng tiền quý vị đã từng cầm xài, quý vị đi đưa cho người ta, một dòng nó sẽ quay lại tay quý vị. Nhưng chúng ta không biết đồng tiền đó mình đã từng cầm qua. Vậy thôi. Hiểu không? Nên con người sống trong cuộc đời này, giữa con người gặp con người nha quý vị, chết không phải là hết. Cũng như một chiếc giọng đưa vậy. Yên tâm đi. Làm sao mà chúng ta gặp nhau và kết duyên trong cuộc đời này được đẹp, được tốt, để đời kiếp nào gặp nhau cũng đẹp và tốt. Đó mới là điều chúng ta rất là mừng. Nếu như trong cuộc đời này chúng ta gặp nhau toàn là làm nhau đau khổ, để rồi chúng ta gặp nhau tiếp tục làm nhau đau khổ nữa, thì khổ quá khổ. Càng gặp thì càng khổ. Thật sự càng gặp càng khổ quý vị. Nếu như chúng ta có thể gặp nhau, giao cho nhau trái ngọt được, đặc biệt trái thơm trái ngọt, thì cuộc đời chúng ta gặp lại nhau đều là trao cho nhau trái ngọt. Hạnh phúc quá quý vị. Cái này nó mới hạnh phúc nè. Vì trái ngọt ở đâu mới là trái ngọt tồn tại? Thế giới cực lạc. Đúng không? Nên
Mình là người nghe đạo, mình là người biết tu. Nó khác với người không biết tu ngay chỗ này. Người tu hay người không tu gì thì quả báo đến thì chúng ta phải chịu thôi. Nhưng mà người không biết tu thì người ta không chịu. Nên tổ sư mới nói rằng người tu hành không mê trong nhân quả. Có nghĩa là mình nghe đạo biết tu, mình khác với người không biết tu là ngay chỗ này. Người tu với người không tu gì, trái ngọt hay trái đắng gì cũng phải ăn thôi. Nhưng người không biết tu thì người ta thích ăn trái ngọt, nhưng trái đắng người ta lại không chịu ăn. Còn mình là người biết tu thì trái ngọt đến thì mình cũng ăn, mà trái đắng đến thì mình cũng dùng. Nó khác nhau là như vậy đấy. Nên á, trong cái cuộc đời này không có bao giờ cái gì mà nó hoàn toàn tròn vẹn hết đâu quý vị. Quý vị có một gia đình rất hạnh phúc thì quý vị phải có một cái gì trở ngại một chút trong cái hạnh phúc đó, để nhắc người trong gia đình của mình. Lúc này là lúc khó khăn về vật chất, cái hạnh phúc giữa tình người đó có còn hay không? Lúc chúng ta còn đương thờ có tiền bạc vật chất nhiều, bao nhiêu người thương yêu quý trọng bợ đỡ chúng ta. Nhưng khi chúng ta gặp sự cố trở ngại, danh tiếng, danh lợi bị mất hết, lúc đó mới là lúc để hình thành được nhân tâm con người khi đến với mình. Cuộc đời có thể đưa ra cho chúng ta bao nhiêu tình thương, nhưng rồi chúng ta không khéo léo thì cũng là cuộc đời sẽ lấy lại tất cả tình thương đó. Nếu như chúng ta không nhận thức được thì chúng ta trở thành một người rất đau khổ, và có khi chúng ta sẽ cắn lưỡi tự tử mà chết thật sự. Nên một gia đình khi điều kiện đầy đủ, cuộc sống ổn định đầy đủ, nhà cao cửa rộng, phương tiện đầy đủ hết, nhưng khi một ngày nào lỡ gia đình có sự cố về vật chất, quý vị sẽ biết cái người trong gia đình quý vị sẽ như thế nào. Nếu như gia đình quý vị vẫn giữ được sự bình an, lúc trước ở một căn nhà to cũng bình an, bây giờ ở một căn nhà nhỏ cũng bình an, lúc trước tiền bạc xài đầy đủ cũng bình an, mà bây giờ tiền ít lại vợ chồng vẫn sống hạnh phúc, thì 100% quý vị, gia đình quý vị là một gia đình thịnh vượng. Đa phần con người ta không biết tu, người ta đều cho gia đình thịnh vượng là gia đình làm ăn phát đạt, tiền bạc nhiều. Quý vị coi, quá nhiều gia đình tiền bạc vật chất nhiều nhưng mà lại thiếu tình cảm. Hai cái mà tình cảm và tiền bạc nó đều quan trọng hết. Nhưng mà xin thưa quý vị, tình cảm nó nặng hơn tiền bạc. Nếu như quý vị lấy tiền bạc nặng hơn tình cảm thì cuộc đời quý vị cứ như buồn chán, khổ đau, khô khan, cằn cọ là chắc chắn luôn. Tình cảm nó phải ít hơn tiền bạc thì con người quý vị sống mới có hương vị, có hương vị sống. Mà khi tình cảm quý vị đặt nặng thì sẽ có nhiều người có tình cảm sẽ đến với quý vị. Nhớ kỹ nghe, cái này quan trọng lắm. Nên mình đi lại chùa, mình nghe pháp, mình tu tập vui nó đã là quá tốt rồi, mà đạt được cái vui hiểu biết thì nó càng tốt hơn. Nếu như cái vui mà trong cái sự việc không sâu sắc để hiểu biết được, nó không tồn tại. Để gây dựng cái niềm vui mà để tồn tại thì chúng ta chọn niềm vui mà tồn tại vẫn hay. Nhớ kỹ nghe quý vị, chúng ta đến với nhau trong cuộc đời này, gặp nhân duyên này rất là đặc biệt. Gặp nhân duyên mà ngày nào mình cũng được khuyên niệm Phật, ngày nào mình cũng được nhắc về nhân quả. Thêm cái nữa, cái tâm tư những đức rất là nhiệt tình khi đến với cuộc đời này. Vì bản thân nhà đức nuôi người già, bao nhiêu người già chết trước mặt mình, bản thân mình đã nhìn ra bản thân mình sẽ chết. Nên từ đó mà bản thân mình nhìn rất sâu sắc cái cõi đời này. Nên bản thân mình sẽ cố gắng làm hết cái tâm tư mình đến với cái cuộc đời này. Vì sao? Vì mình biết mình sẽ chết. Khi lúc mình chết mình muốn làm được. Nên bây giờ mình phải làm, mình phải cố gắng.
khi mình có nhân duyên làm được việc tốt. Nên mỗi ngày quý vị gầy dựng tín nguyện niệm Phật gầy dựng đến cỡ nào? Nếu như quý vị gầy dựng tín nguyện niệm Phật cực điểm, cao độ mà thật sự có tâm vãng sanh, thì trong cõi đời này được vào mắt đối với quý vị rất bình thản. Được vào mắt rất bình thản. Xin thưa quý vị, lúc quý vị thuận tiện nhất, tâm vãng sanh quý vị không cao. Lúc quý vị bị trở ngại nhất, tâm vãng sanh mới thật sự cao. Vậy thì cái không thuận tiện nó có tốt không? Tốt. Không thuận tiện tốt. Cái trở ngại là cái điều rất tốt, rất tốt. Tốt để bản thân mình gầy dựng. Và bản thân chúng ta đứng vững được, quý vị phải nhớ nha, một cái cây, nếu như mỗi ngày gió hiu hiu không, chúng ta chưa nói lên gì là cái cây này vững chắc đâu. Nhưng phải gặp bão tố thì chúng ta mới biết được cái cây này đứng trong bão tố mà nó có tồn tại hay không. Hãy nhớ kỹ. Từ nơi đó chúng ta nhìn vào khách quan bên ngoài thì chúng ta thấy bão này tại sao tệ như vậy, tại sao mày tệ như vậy bão. Nhưng mà đứng về cái sâu sắc của nhà Phật nhìn thì bão tố là cái tốt. Tốt đối với con người muốn vững chắc chính mình, được rèn luyện trong bão tố. Nên mỗi một con người chúng ta phải được sự gầy dựng. Cũng như quý vị, làm cha làm mẹ người ta cũng không đơn giản, vì cũng rất khổ. Nên quý vị từ khổ mà trưởng thành. Nên tại sao con của chúng ta, chúng ta nói cái khổ với nó không có cảm nhận gì. Người trẻ mình nói với họ cái khổ, họ nghe cũng như là gió thổi qua tai. Tại vì sao? Vì họ chưa được khổ. Còn chúng ta được trưởng thành là vì chúng ta sống trong cái khổ nên chúng ta mới trưởng thành. Nhớ kỹ nghe quý vị. Bây giờ những đức nếu không được sự rèn luyện thì làm sao hình thành ra một người để mà hướng dẫn cho quý vị vững chắc. Nếu như bản thân những đức mỗi ngày hướng dẫn quý vị nhẫn nại, vui vẻ trong mọi cảnh duyên, thuận nghịch, mà đến lúc những đức có một chút nghịch mà bản thân những đức vẫn không bình tĩnh được, vậy thì quý vị không nên học với những đức làm gì, đúng không? Nên á, cuộc đời đều là để giúp chúng ta tốt. Bởi vì cái câu mà Hòa Thượng Hải Hiền này nó rất là hay. Tốt, tốt, tốt. Việc ở cuộc đời này đều tốt. Nếu nó mình nhìn nó là tốt thì chúng ta sẽ thương nó lắm. Nếu như chúng ta nhìn nó là xấu thì chúng ta ghét nó lắm. Mà khi chúng ta đã ghét nó rồi thì chúng ta sẽ hận nó. Mà đã là tu hành vãng sanh mà ghét và hận thì đây là cái trở ngại con đường vãng sanh của chúng ta. Quý vị phải nhớ, Phật Bồ Tát thị hiện đa dạng, thị hiện giảng đạo cho quý vị nghe, và Phật Bồ Tát cũng thị hiện để trở ngại quý vị. Vì Phật Bồ Tát đang nâng đỡ thương yêu từ bi thì Phật Bồ Tát phải dùng trí tuệ để trở ngại quý vị, trở ngại quý vị để hình thành dùm cho quý vị. Một bên thì quá từ bi, quá thương yêu, giống như mẹ thì lúc nào cũng chiều con cho con được nương tựa, cha thì phải quyết đoán mạnh mẽ. Nên hai vai trò đó giống như mẹ là Quan Âm, còn cha là Đại Thế Chí. Hai bên tả hữu để hình thành cho đứa con này. Đúng không? Nếu như trong cuộc đời chúng ta mà đều bị bỏ rơi hết trơn thì con người chúng ta chịu không nổi vậy. Nên phải có người thương yêu mình. Còn nếu như mà mình được thương yêu không hoàn toàn thì con lại hư. Vì công nhận không? Trong gia đình con mình đều được thương yêu, chiều chuộng không con mình lại hư. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.